Xin chào các bạn đến với kênh Hằng Qua Cuộc Sống của tôi. Hôm nay thì là ngày thứ tư. Ngày thứ tư, Lena rất là thích là ngày thứ tư. Bởi vì ngày thứ tư thì được ba được ba dẫn đi đến nơi mà đón xe buýt đến trường ấy các bạn. Nên là Lena rất mong chờ vào ngày thứ tư. Thứ tư thì thường là chồng mình đi làm hơi, có thể là đi làm muộn khoảng một tiếng đồng hồ ấy. Nên là thường là có thể là dẫn Lena đi, nhưng mà mấy tháng nay bận luận văn tiến sĩ nên là không có rảnh để là dẫn Lena đi được. Thì hôm nay là ngày mà Lena được đi sau khi mà nhập học lớp lớp mặt trăng. Thì mình cảm thấy là rất là vui nên là mình mới quay video lại. Thì xe buýt của Lena là mình nghĩ là xe buýt màu vàng này, tại vì thường là các trường là toàn là xe buýt màu vàng không á. Nên là mình cũng do là mình ở xa nên là cũng không có thấy, nhưng là mình thấy ở đây là có lẽ là tài xe buýt của trường Lena. Theo mình thấy thì tại vì bây giờ là thời gian cũng sắp đến rồi đó, nên này mình nghĩ là như vậy. Lena rất là thích luôn. Lena rất là mong là được ba đưa đi học ấy. Tại vì lâu lâu mới mỗi tuần thì có thứ tư mới được là ba cho đi học. Nên là rất là mình nghĩ xe buýt đó đúng là xe buýt của trường Lena rồi. Hôm nay thì mình có mua một ít quà biếu cho các cô và người lái xe của trường. Thường thì mình thấy là thường thì mình cũng hay biếu quà, nên là đối với học kỳ mới thì mình cũng mua một ít quà để mình biếu. Nên là mình nhờ anh xã của mình là gửi cho nhà hai cô với bác tài xế. Bây giờ thì Lena đi trường của Lena thì cách khoảng 6 km. Bây giờ thì anh xã của mình bắt đầu đi về làm. Còn mình thì bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà.